Tủ lạnh nhà bạn có đang gặp phải những trường hợp này không? Tủ lạnh bị đông đá, đóng tuyết trên bề mặt, tủ phát ra tiếng ồn lớn khiến bạn phải đặt dấu hỏi chấm. Đừng lo, nếu tủ lạnh nhà bạn đang gặp phải tình trạng đóng tuyết, đóng đá thì hãy cùng Pico giải quyết nó bằng cách khắc phục sau đây nhé. Hầu hết, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tủ bị đóng đá là nằm ở thói quen sử dụng không đúng cách của bạn, như bạn thường xuyên mở cửa tủ, cho thực phẩm còn nóng vào tủ lạnh, bọc thực phẩm không kỹ khiến hơi nước thoát ra, ngưng tụ, hoặc cửa ngăn đá bị hở nên không khí và hơi nước vào nhiều, dẫn đến hiện tượng bị đóng tuyết, lượng không khí đi vào trong tủ lạnh. Và đây chính là cách mà Pico sẽ bật mí cho bạn làm sao để khắc phục tình trạng tủ lạnh bị đóng đá một cách dễ dàng. Đầu tiên, hãy rút nguồn điện của tủ lạnh ra, sau đó lấy hết thực phẩm và đồ đạc ở bên trong tủ lạnh ra, đồng thời tháo hết ngăn kệ và cửa tủ lạnh để chúng ta vệ sinh một cách kỹ lưỡng. Sau đó hãy đặt một bát nước nóng vào trong. Sau vài phút chỉ cần chạm nhẹ là băng tuyết sẽ rơi ra liền. Bước 2, sử dụng dung dịch tẩy rửa nhẹ để lau chùi bên trong và bên ngoài tủ lạnh. Bước 3, lau khô tủ lạnh bằng khăn mềm trước khi lắp đặt các bộ phận trở lại. Lưu ý cuối cùng, bạn không nên sử dụng những vật sắc nhọn như thế này để cạo tuyết vì nó có thể làm hỏng tủ lạnh nha bạn. Để tủ lạnh không bị đóng tuyết, bạn nên sử dụng đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời kiểm tra, vệ sinh tủ lạnh một cách thường xuyên. Nếu vệ sinh tủ lạnh không đúng cách, tủ lạnh nhà bạn không những không sạch hơn mà nó còn có thể làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh. Nếu bạn không tự tin với việc khắc phục vấn đề này, vậy hãy liên hệ ngay đến một đội dịch vụ sửa chữa tủ lạnh chuyên nghiệp sẽ giúp bạn làm điều đó. Ngoài ra, việc lựa chọn một chiếc tủ lạnh có công nghệ chống đóng tuyết sẽ là một lựa chọn thông minh cho gia đình nhỏ của bạn. Nếu bạn thấy video của Pico hữu ích thì đừng quên comment ngay cho Pico biết để Pico có động lực ra thật nhiều video về các sản phẩm tủ lạnh chống đóng tuyết bạn nhé.